Mình đã có 5 video về nuôi rùa cơ bản. Trong series này, ước tính sẽ có 6 video về nuôi rùa nâng cao, gồm nhiều vấn đề hơn và nhiều câu hỏi sẽ được giải đáp hơn. Nhưng để đảm bảo thời lượng video, mình sẽ nói ngắn gọn dễ hiểu nhất có thể. Vấn đề đầu tiên, chất lượng nước. 1. Thay nước. Chất lượng nước ổn định đóng vai trò lớn đối với sức khỏe của rùa. Nhiều người tin rằng cần thay nước thường xuyên, nước càng trong thì chất lượng nước càng tốt. Nhưng hầu hết rùa không thể thích nghi với những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường. Do vậy bạn chỉ cần thay nước 1-2 lần một tuần là đủ. Miễn nước không có mùi, cần kết hợp với bơm và bông lọc. Mẹo nhỏ, nên dùng lọc tràn giúp vệ sinh dễ hơn so với lọc treo. Thay nước đúng là chỉ thay 1/3 hoặc 2/3 nước trong bể để rùa không bị sốc khi tiếp nhận nước mới. 2. Dùng loại nước nào? 1 là nước máy, 2 là nước đã qua xử lý. 1.1. Trong một số trường hợp nước máy vẫn được dùng để nuôi rùa. Đó là khi chất lượng nước được kiểm tra tại địa phương hoặc đơn giản là rùa có thể thích nghi. Nhưng nói một cách chính xác, trong hầu hết các trường hợp, bất kể chất lượng nước địa phương tốt, không nên sử dụng trực tiếp nước máy để nuôi rùa. Việc ất kiểm soát giá trị pH, nồng độ nitro amoniac, nồng độ nitrat có thể dẫn đến thối mai rùa, mắt trắng và các vấn đề khác. Những hóa chất này đến từ các hệ thống lọc nước được thiết kế riêng cho con người và được chuyển đến chất bổ sung nhân tạo trước khi sử dụng ở các thành phố. 1.2. Đối với nước đã qua xử lý. Đơn giản là bạn phơi nước máy khoảng 1 ngày. Bước này giúp loại bỏ clo, thúc đẩy sự bay hơi của hóa chất. Nước xử lý cũng sẽ làm tăng nhiệt độ nước nhất định, làm cho nước mới phù hợp hơn để vào bể. Tốt nhất là nên nuôi rùa trong phần nước có chút rêu. Vì thị lực của rùa kém, nước hơi đục một chút sẽ làm tăng cảm giác an toàn cho rùa. 1.3. Bạn có nên dùng viên vi sinh để lọc hồ không? Các loại thuốc hòa tan trong nước có liên quan như loại bỏ và khử clo có thể được sử dụng để sử dụng tạm thời. Không nên sử dụng thuốc thường xuyên trong một thời gian dài vì không có loại thuốc nào không có tác dụng phụ nào cả. 2. Vấn đề về nước. Bạn có phân biệt được nước màng dầu với bong bóng và bọt không? Phần này sẽ được nói rõ hơn. 2.1. Màng dầu là gì? Vui lòng xem bức tranh này. Sự sinh sản của nấm phân hủy hoặc sự hình thành từ thức ăn của rùa, đặc biệt là thịt và phân không được làm sạch kịp thời, thường là nguyên nhân gây ra màng dầu trong bể. Vấn đề này thuộc về ô nhiễm nước. Theo mức độ ô nhiễm, có nhiều yếu tố bất lợi khác nhau. Tác động lớn nhất là đến với mắt của rùa. Khi màng dầu bao phủ bề mặt nước quá nhiều, sẽ có điều kiện để cô lập không khí, dẫn đến giảm lượng oxy hòa tan trong nước. Điều này không có lợi cho sự phát triển của vi khuẩn có lợi và gây ra một vòng luẩn quẩn. Màng dầu tiếp tục dày lên, làm cho nước có mùi và càng thêm ô nhiễm. Giải pháp, cách đơn giản nhất để đối phó với nó là khuấy nước. Vì mật độ của các chất nhờn thấp, chúng sẽ nổi trên mặt nước. Hoạt động vật lý của việc khuấy nước sẽ làm tan màng dầu trong nước, về cơ bản có thể làm loãng các yếu tố ô nhiễm màng dầu. Khi có nhiều màng dầu, cách tốt hơn là múc màng dầu trên mặt nước kịp thời và bổ sung nước vào bể. Nếu màng dầu quá nghiêm trọng, điều đó có nghĩa là đã đến lúc làm sạch bể rùa. Tốt nhất là không để bể nước gặp tình trạng này. 2.2. Khi nước có nhiều bong bóng và bọt. Bong bóng và bọt cần được xử lý khác nhau. Bên trái là bong bóng, hình bên phải là bọt. Bong bóng thì lớn hơn, trong suốt và lỏng lẻo. Nó chủ yếu được hình thành bởi tác động của dòng nước. Chẳng hạn như hệ thống lọc, thay nước, rùa bơi lội. Loại bong bóng này không có tác dụng phụ và về cơ bản sẽ tiêu tan nhanh chóng. Bạn chỉ cần điều chỉnh chiều cao của hệ thống lọc nếu không muốn nhìn thấy bong bóng nữa. Ngược lại, với bọt có hình dạng nhỏ, trắng và mịn, hầu hết chúng xuất hiện ở mép của hình trụ hoặc tập hợp xung quanh các vật thể trên bề mặt nước như dây điện, bèo, bục phơi. Loại bọt này là một vấn đề chất lượng nước điển hình, mất cân bằng của hệ vi khuẩn trong bể. Vậy nên làm gì khi nguồn nước bị mất cân bằng hệ vi khuẩn? Quá nhiều chất dinh dưỡng, tăng hàm lượng protein, vi khuẩn có hại quá mức sẽ khiến bể rùa xuất hiện nhiều bọt. Vi khuẩn nitrat hóa cần oxy để phát triển. Nó là một loại vi khuẩn hiếu khí hạng nhất, còn được gọi là vi khuẩn hấp thụ oxy. Sự thay thế và cái chết của vi khuẩn nitrat hóa trong nước và sự trao đổi chất quá mức sẽ khiến nước trong bể phải đối mặt với tình trạng thiếu oxy. Do đó, vi khuẩn kỵ khí có điều kiện sinh sản và bọt dày đặc trên mặt nước là biểu hiện của quá trình lên men kỵ khí. Sau khi hiểu nguyên tắc, giải pháp nhanh nhất là thay nước. Phương pháp thay nước vẫn áp dụng nguyên tắc 1/3, nhưng cần phải tăng tần suất thay nước một cách thích hợp, chẳng hạn như thay nước một lần 2 ngày.
Giải pháp thứ hai là bổ sung vi khuẩn nitrat hóa, nhưng sẽ mất một thời gian để đạt được hiệu quả và không cần thiết phải mua vi khuẩn nitrat hóa thường xuyên. 2.4. Cần làm gì khi nước bốc mùi? Nguyên nhân gây ra mùi cần được phân tích bởi những người bạn rùa. Có thể có rất nhiều dư lượng thức ăn, phân và rác thải khác. Có thể là nước, cỏ thối, cá và tôm chết cũng có mùi cực kỳ khó chịu. Ngoài ra còn có nguyên nhân từ đệm, bông lọc đã không được làm sạch và thay thế trong một thời gian dài. Có lẽ mọi người đều có một sự hiểu biết khác nhau về mùi. Giải pháp là làm sạch hệ thống lọc, loại bỏ rác kịp thời và làm tốt công việc thay nước định kỳ. 2.5. Làm thế nào để làm sạch tảo trong bể? Có một sự thật là, tảo xanh thông thường không gây hại, đừng lo lắng. Một số người chơi rùa cũng đặc biệt nuôi tảo xanh và thậm chí nuôi rùa thành rùa mai xanh, lưu ý là chỉ áp dụng cho các dòng rùa snapping. Lý do cho sự hình thành tảo là các bào tử tảo trong nước từ từ nhân lên dưới ánh sáng mặt trời. Trên thực tế, màu nước xanh trong bể xuất hiện chủ yếu để loại bỏ clo và các chất có hại. Không cần thiết bể phải chuyển sang màu xanh lá cây hoàn toàn dưới ánh mặt trời, chỉ cần xanh nhạt thôi cũng chứng minh được rằng bể đang có đủ ánh nắng mặt trời. Tảo nâu và tảo xanh là khác nhau, tôi sẽ không đi xa hơn. Hai loại này là loại tảo vô hại phổ biến để nuôi động vật thủy sinh hàng ngày, điều này chứng tỏ là được nuôi tốt. Nhưng tất nhiên, nhiều người sẽ có nhu cầu dọn dẹp tảo để bể rùa trông thẩm mỹ hơn. Giải pháp nhanh nhất là trải sạch bể. Giải pháp thứ hai là nuôi tôm kiểng, nhất là tôm vỏ đen nhỏ. Điều này cũng có thể được sử dụng như một món ăn tự chọn cho rùa. Người ta quan sát thấy rằng tác dụng của tôm vỏ đen trong việc làm sạch tảo là rất đáng kể, nhưng vẫn không thể loại bỏ nó hoàn toàn. Phương pháp diệt trừ là loại bỏ ánh nắng mặt trời. Tóm lại ở phần này là, người nuôi rùa cần giữ sự ổn định chất lượng nước là điều quan trọng nhất. Nước sạch có một chút màu xanh lá cây của rêu về cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. Và hơn hết, nuôi rùa trong nước xanh có lợi và vô hại đối với rùa.